Nói đến bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên của Việt Nam thì nhiều người hẳn chưa quên bộ phim Rời Bóng Cây. Bởi ngay từ khi xuất hiện trên mạng thì bộ phim này đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và đến nay vẫn luôn được nhắc tới như một dấu mốc quan trọng nhằm khẳng định thành công cho giới trẻ Việt đam mê nghề mỹ thuật đa phương tiện. Thu nhập của chàng trai 9X này khiến nhiều người phải mơ ước. Hơn 2.000 đô la Mỹ cho một công việc mà anh đam mê. Và đây, một trong những sản phẩm của Thanh Tuấn, bộ phim hoạt hình 3D Dưới Bóng Cây, được đông đảo trẻ em và khán giả Việt yêu thích. Tuy còn rất trẻ nhưng Thanh Tuấn đã có tay nghề vững vàng. Trong vòng 3 năm, Tuấn đã tham gia diễn 3D cho nhiều sản phẩm trong và ngoài nước. Nếu mình muốn tung một sản phẩm nào cho bản thân mình đi, như là mình quảng cáo cho Facebook, bán kem hay là gì đó, mà mình không biết về Photoshop, mình thấy thất thế hơn ta rồi. Mình phải trả số tiền đó cho cái người làm nữa, thay vì mình tự làm, đỡ đúng tiền hơn. Thì đối với người làm phim thì còn tốt hơn nữa. Một là giảm chi phí, hai là mình có thể tự làm ra sản phẩm do chính mình muốn. Không thể phủ nhận, thành công của Thanh Tuấn xuất phát từ chọn lựa học nghề mỹ thuật đa phương tiện. Sự sáng tạo và tính chất không giới hạn của nghề nhiều năm nay đã nhanh chóng chinh phục những người trẻ cá tính. Mình có thể làm được tất cả các nghề ở kỹ thuật số và cái đó thiên về cái nghệ thuật và đẩy mạnh lên cái thị trường cho cả trong nước và quốc tế nữa. Giúp ích cho mình rất là nhiều trong công việc hàng ngày của mình. Một cái bàn đạp rất là vững chắc trước khi mà bước ra ngoài đi làm. Khi mà các bạn nắm được những cái kiến thức, những cái kỹ năng thì các bạn có thể làm việc bên với các đối tác bên Singapore, bên Nhật Bản hay là những nước Đông Nam Á xung quanh hay là những nước châu Âu hay châu Mỹ. Thì thực chất mà nói thì rất nhiều bạn làm ở những studio sản xuất game thì các bạn vẫn làm outsource theo bộ phim Đình Đám của Mỹ. Thì đó là một cái minh chứng về cái sự hội nhập. Cuộc đại cách mạng công nghiệp 4.0 đang thực sự là một thách thức với Việt Nam. Khi giới trẻ như Thanh Tuấn có kỹ năng và tay nghề, hiểu biết về multimedia, chắc chắn sẽ là một lợi thế. Nói không quá, nó chính là một tấm passport đưa các bạn hội nhập thế giới bên ngoài với mức lương đáng mơ ước.